Cảnh mà anh Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu Sau này nhất định Tôi sẽ chính tay Giết cho anh Chúng ta Hãy ly hôn đi à, Mình à Anh đã nói mọi chuyện đều là quá khứ rồi mà. Giống như anh nói mọi chuyện đều đã là quá khứ rồi. Nhưng trong quá khứ đó có sự thật, làm sao mà em tin anh đi. Anh đã nói là lỗi của anh rồi mà. Làm ơn. Làm ơn tha lỗi cho anh đi em. Nói thật em cũng muốn tha lỗi cho anh lắm. Mọi chuyện tới nước này em cũng buồn lắm cũng không muốn chút nào hết nhưng không còn cách nào khác anh muốn em phải làm sao có phải anh đã nói dối em chuyện du sinh đúng không thậm chí anh đã làm phẫu thuật lý do gì mà anh không muốn có con hả nếu như chúng ta có con anh sợ em sẽ không thương con ruột của anh hay sao anh chỉ nghĩ cho hê sang mà thôi mình à <laughs> rõ ràng rõ ràng anh biết em muốn có con biết bao nhiêu thật sự em đã tin những lời mà anh nói với em em sợ anh buồn khi nghe tới chuyện con cái này đã lo lắng và cẩn thận từng chút một anh biết em mệt mỏi bao nhiêu không nè đức dè cô làm gì vậy hả ờ khoan đã mấy cái áo này mắc lắm sao cô lại cắt nó chứ không lẽ ba của đang đây để làm sai chuyện gì sao sao hả không lẽ anh ấy có con riêng ở ngoài hay sao anh kệ tôi ra ngoài đi, tôi làm gì trong phòng mình là chuyện của tôi có liên quan gì tới cô chứ người phụ nữ xấu xa ờ khoan đã đức dè cô vừa mới nói gì vậy xấu xa sao cô cô thấy không khỏe ở đâu hả trời ơi nói cô ra ngoài đi mà <cười> <cười> Ôi trời Công nhận Cái nệm này ấm áp quá trời Làm cho mình không muốn rời khỏi luôn Chỉ muốn ở trên đây hoài thôi Mẹ ơi mẹ ơi Có chuyện lớn rồi Sao Cái có, có, có gì Mẹ ơi Đức che không còn bình thường nữa Hả? Cô ấy quăng hết đồ trên bàn trang điểm Còn cắt quần áo của ba Danh đê. Ánh mắt như phát ra lửa vậy đó Lúc nãy cô sợ quá trời luôn Hình như cô ấy đã điên lên mất rồi Ôi ừ, trời Sao nó lại như vậy Không lẽ nó lại muốn vô bệnh viện tâm thần lần nữa hay sao đây chứ Mẹ mau đi coi thử cô ấy đi hả Ôi trời ơi, thôi không đi không đi đâu theo theo như kinh nghiệm của tôi Thì mỗi lần con bé đứt về đó phát điên lên Cứ mặc kệ nó là cách tốt nhất Lúc trước khi tôi đụng vô mẹ của con bé đó Ôi trời ơi nó như là biến thành một con người khác vậy à Khiến cho căn nhà loạn lên hết Tôi cố gắng cản nó mà đâu có được Thôi đi không 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 đi đâu ra ngoài nói chuyện với tôi ờ, tôi sao đi ờ, tôi theo tôi mau lên nói chuyện với tôi hả ừ. Ừ. cô hãy nói sự thật đi vào ngày mà ba của tôi qua đời cô đã ở chung với căn manh hu có đúng không hả hãy kể mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó cho tôi nghe đi ơi đức về đức về sau khi làm chuyện đó với ba tôi cô với căng manh hu còn ngủ yên được sao sao cô có thể giấu một sự thật đúng trời như vậy suốt 20 năm chứ ngày nào cô cũng nhìn mặt tôi mà không thấy xấu hổ thì sao? À, đất Tôi nói nghe lên đi, tôi nói đi. Làm ơn tha mạng cho tôi đi mà, tôi biết, tôi biết là mình đã làm sai rồi. Thật sự tôi không ngờ là Cang Manh Hu lại là người độc ác tới như vậy đâu. Đất yeah, ghê Tha cho tôi đi sao mà. Sao tôi có thể lấy ba tôi ra làm điều kiện để trao đổi với Cang Manh Hu hả? Nếu ông ấy té xuống từ vách núi cao như vậy chắc chắn tay chân của ông ấy sẽ bị gãy hết vậy mà mấy người lại chạy trốn không đi tìm ông ấy đồ rác rưởi đức nghe tôi biết là mình phải phải tội chết đáng lẽ tôi không định bỏ qua cho anh ấy mà phải báo cảnh sát liền thì mới phải nhưng mà bởi vì lúc đó tôi sợ hãi quá tôi rất là sợ hãi mà đức nghe à đức nghe tha cho tôi đi cái đồ mặt dây dạ. Bây giờ mà cô còn mặt mũi xin tôi tha thứ sao Hai người cần phải trả giá cho những chuyện xấu xa mà hai người đã làm Cho dù phải xuống địa ngục đi nữa thì tôi cũng phải Giết chết hai người bằng chính đôi tay của mình <laughs> <laughs> cái này là cho mẹ Cái này cũng của mẹ Cái này nữa tất cả là của mẹ Hai người hẹn hò sao ừ. Ừ? Mới ngủ dậy người đầu tiên cô nhớ tới là cơm sơ quân Tôi thì sao Của tôi đâu y y y Tôi về rồi đây Hả? Mẹ về rồi Mẹ ơi Mẹ ơi <cười> <cười> Mẹ mẹ đã đói rồi có đúng không Hôm nay con đã làm kim chi với cơm nấm Để cho mẹ của con ăn nè Vậy sao Cảm ơn không đô nhiều nha <laughs> Ủa nhưng mà sao mi rang với cô rang chưa đi ngủ nữa hả bà nội kêu tụi con dọn dẹp đồ đạc nói là chúng ta sắp sửa dọn nhà đi ờ Căng minh hu đã mua lại căn nhà này sao đúng là chuyện gì hắn cũng làm được mà không lẽ Mà đã bán căn nhà này đi sao ta không thể có chuyện này được công nhận là đẹp thiệt ha chú đang tính mua quà cho bạn gái hả đẹp không hả? cái nào cũng đẹp cho nên chú không biết chọn cái nào hết hai đứa chọn giùm chú đi theo như con thấy thì cái này đẹp nhất nè chú vậy sao vậy thì lần này chú sẽ tin Mira của chúng ta ha <laughs> ha cô sao won cũng chọn giùm tôi một cái được không mua cho hay sang đúng không vậy thì tôi không thể nào giúp cho anh được rồi anh loại tôi ra đi hả cô hẹp hòi hơn vẻ bề ngoài của mình nhiều hả mấy đồ đã còn lại á một mình cô sao won dọn đi ừ gì mà hẹp họ chứ, nếu như đi khỏi đây, mình không thể tìm được căn nào tốt hơn đâu. Ngày mai tôi sẽ đi tìm chủ tịch nói rõ ràng, nếu chú ấy dám đụng vào mấy đứa trẻ, tôi sẽ không để yên cho chú ấy đâu. sao sao vậy? Có phải mất nghẹn rồi không? Mẹ ơi, mẹ mẹ bị chảy máu mũi kìa. Mẹ bị sao vậy? Mốt không lẽ mẹ sắp chết hay sao? Nhìn chảy máu mũi hả? Dì có à, sao hả? Dì ừ. không sao đâu chỉ là chảy máu mũi thôi mà không có sao hết đừng lo không sao đâu mà có phải tại cô mệt quá không vậy nguyên một ngày làm việc ở công ty buổi tối còn đi làm tổ trưởng cung sau khi về nhà lại làm công việc nhà cô không bệnh thì mới lạ đó. mẹ vào trong đi mẹ vào trong nghỉ ngơi ừ. đi ừ. vào trong đi Rồi đi vô đi Con đã về rồi đây Ba ơi Ba ơi Ôi trời, sao con lại uống tới mức này chứ Thiệt tình à, cảm giác như là con uống à. nguyên một thùng rượu vậy á à. Chắc chắn là con trai của con thấy buồn lắm Những lúc cuộc sống không thuận lợi, rượu là liều thuốc tốt nhất Chân pin này có sao không? Con có thể đi được không? Bà mau ra ngoài này đi Con la lối cái gì Con khổ sở chuyện gì mà lại uống rượu chứ Người khác đều ngưỡng mộ con được ăn sung mặt sướng mà à con đã quyết định là sẽ chia tay với cơm Sao quên bởi vậy nên ba làm ơn đừng gây khó dễ cho cô ấy nữa cũng đừng cướp đi căn nhà của bọn họ nữa con đang nỉ ba đó con năn nỉ ba đó con sẽ chia tay với cung Sao quên sao cô thật không con đã thật sự từ bỏ ý định sẽ thay đổi suy nghĩ của ba rồi từ giờ con không muốn đối đầu với ba nữa. Đáng lẽ con phải từ bỏ ngay từ đầu. Ừ. Uhm. Đứng lên đi. Mặt mối của con làm sao vậy? Không có chút sức sống nào. Từ giờ, chúng ta hãy để lại quá khứ ở phía sau, những chuyện không vui lúc trước. Con hãy quên đi. Cô biết không con trai? <laughs> Thế giới này một nửa là phụ nữ, bọn họ đều nhắm vào số tài sản mà còn có. Cuộc sống này rất công bằng sao? Đều là nói dối. <laughs> Chanh Min à. Mẹ làm ơn đừng nói gì nữa hết. Thật sự ba muốn chấm dứt hết mọi chuyện. Ông ấy càng ngày càng làm những chuyện con không thể ngờ tới được. Thậm chí ông ấy còn mua căn nhà cơm sao quên sống. Khiến mọi người trong căn nhà đó phải ra ngoài đường ở. Rồi sao nữa? Con muốn thua ba của mình hay sao Chanh binh của chúng ta Không lẽ chỉ có thể làm tới đây thôi sao Nói thật là mẹ Thất vọng vì con lắm Tại vì con mà cô gái đó phải chịu tổn thương Bởi vì tình yêu của con Nỗi đau mà cô ấy phải chịu đựng quá lớn Con lại không có khả năng để ngăn cản ba Vậy con càng phải mạnh mẽ hơn Để bảo vệ người con gái con yêu Để bảo vệ tình yêu của con và cô ấy Đây là Chuyện mà con cần phải vượt qua Cảm manh hù Con người độc ác xấu xa không gì bằng Chúng ta hãy cùng nhau chờ xem Anh còn có thể ngủ yên tới chừng nào Tôi phải dạy dò khiến anh không thể ăn ngon ngủ yên Đến mức anh không thể chịu nổi nữa Phải quỳ gối cầu xin tôi tha mạng Bởi vậy mới nói tại sao lại có chuyện này được Rõ ràng anh biết ngày nào tôi cũng tới đây trả tiền mà suốt thời gian qua tôi trả không thấy một ngày nào hết tại sao anh có thể bán đi căn nhà của chúng tôi như vậy chứ không lẽ là anh không biết chữ tình người giết như thế nào hả hey, tôi cũng không còn cách nào khác à, dạ. đồ xấu xa đồ xấu xa chỉ biết có tiền đúng là tôi hiền với cô quá rồi hả ừ, ba ừ, ừ, ừ. à, 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 ơi ba ơi bây giờ tụi con bực mình quá mà đầu bốc khói luôn nè nhìn đi được rồi à, à có chuyện gì vậy hả chuyện gì chú à căn manh hu đã mua lại căn nhà của chúng tôi số tiền mà em si mượn của các anh thì có liên quan gì tới căn manh hu đâu chứ tóm lại nếu chúng tôi phải ra ngoài đường sống thì anh cứ chờ mà coi rồi chúng tôi sẽ kéo tới đây ăn uống ngủ nghỉ bám dính lấy anh luôn chỉ là tôi đi tôi không đâu dạ chào chú bây giờ chúng tôi phải đi trước đây cứ chờ mà coi chúng tôi sẽ bám lấy chú không để chú yên đâu mình đi thôi <laughs> Ý của họ là sao? Ờ, chuyện này, tập đoàn Bô nói là họ sẽ mua căn nhà với giá, giá gấp đôi. Rồi sao nữa? Cậu dám tự mình giải quyết mà không hỏi ý tôi sao? <laughs> Xin lỗi ông nhiều. Đem hồ sơ tới cho tôi, ngay lập tức. Dạ. <cười> <cười> Chủ tịch Cang Chủ tịch Cang Sao cô lại chạy tới công ty của người khác vậy Tôi bận lắm tránh ra đi <laughs> Chủ tịch Chú đem chuyện mua căn nhà của Hồng Đô ra để đe dọa tôi Chú làm như vậy là rất hèn nhát Bỏ tôi ra Hèn nhát cái gì Chú đang sợ hãi chuyện gì Mà nhất định phải dày vào người khác như vậy chứ Tôi làm vậy không phải vì sợ mấy người Mà là vì mấy người quá dơ bẩn Rồi ở tầng lớp thấp như mấy người mà dám ở đây lớn tiếng với tôi sao Vậy sao chú còn muốn mua căn nhà của loại người này Chúng tôi Sẽ không để cho chú lấy căn nhà đi Bằng mọi giá chúng tôi sẽ giữ căn nhà của mình lại Mọi tội lỗi chủ tịch đã gây ra Tôi sẽ phơi bày từng chuyện một Ồ. À. Lòng của tôi vẫn đứng lên hết rồi đây. Trông chờ quá đó. Mình đi thôi không đâu. Nhất định chúng tôi sẽ không tha cho Càng Manh Hù. Càng Manh Hù. Con bé không hiểu chuyện này. Tôi là bạn của cô sao? À, chú Tịch Canh. À, mới tới hả? À. Mọi chuyện ổn chứ? Dạ. Ừ. đi thôi không được ê đúng là đồ thấp kém nói thật chuyện con trước đây từng thích loại người này đúng là một chuyện nhục nhã lắm đó ba nhớ là phải giữ đúng lời hứa với con đó lời hứa ba sẽ không bao giờ đụng tới cuối con thấy ba không giữ lời hứa lần nào chưa hôm nay là hội nghị chuẩn bị phục dựng cung chun bi con cũng tham gia đi con sẽ làm theo mọi chuyện mà bà nói. Phải như vậy chứ. Bây giờ nhìn con mới giống là con trai bin của bà. Hả? chúng ta đã có một tin xấu. sau lần nào cậu cũng báo tin xấu cho tôi hết vậy? Ở hội trường mà chúng ta chuẩn bị sẵn sàng đã xảy ra chút vấn đề. Hả? À. À, à, à. Trời ơi! chuyện này là sao đi hả camera đã bị phá hư cho nên chúng tôi vẫn chưa tìm ra được thủ phạm ai lại dám làm những chuyện này chứ không tới theo qua trên gấm thì thôi đằng này lại phá quỷ chúng à, thưa kỳ trù tôi không biết cậu làm cách nào phải tìm được thủ phạm ai cũng không được ngừng tay nhanh chóng thu dọn đi kẻ thù của ba không chỉ có một hai người nếu muốn tìm được thủ phạm không phải là chuyện dễ dàng còn bây giờ đang cười nhạo ba sao giờ dạ phải làm sao đây nếu như chuẩn bị lại ít nhất phải mất khoảng một tuần thì mới làm xong. À... chết rồi. chúng ta không thể trì hoãn hoạt động này. nhanh chóng tìm một chỗ khác. chỉ cần một chỗ nhỏ thôi là được rồi. nhanh chóng đi. ủa anh gì ơi. anh ơi. Ừ. anh biết tôi ừ. đúng không? Ừ. tôi đâu có quen cô. <laughs> rõ ràng là anh đã gặp tôi ở trong container rồi đúng không? chủ tịch căn Minh hù đã kêu anh làm như vậy đúng chứ? Anh làm ơn giúp tôi đi mà, tôi cần anh giúp đỡ. Anh làm ơn đi. Hả? Tôi không biết cái gì vậy. Anh à, này. <laughs> 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 Xin cô đừng làm khó chúng tôi. Hôm qua cấp trên của chúng tôi đã đưa ra yêu cầu, chúng tôi không được cho ai vào khi chưa được phép của người giám hộ. Người giám hộ mà cậu vừa nói là ai chứ? chính là người đã đưa ông ấy đến chỗ của chúng tôi nếu bà tiếp tục như vậy chúng tôi sẽ gọi người giám hộ như vậy có được hay không hả chỉ cần gặp một chút thôi chỉ cần thấy mặt của ông ấy là được rồi mời cô quay về cho à, cậu khoan đi đã cậu khoan đi đã khoan đã làm ơn mở cửa mở cửa ra đi làm ơn mở cửa đi hãy nghe tôi nói để con coi coi quá wow, công nhận ba của con đẹp trai quá <laughs> ba đợi con chút ba nhìn đi ba con nói đúng phải không <laughs> đúng vậy cảm ơn con gái của ba <laughs> à đúng rồi ba ba đợi con chút hôm nay con còn mang tới món ăn mà ba thích ăn nhất đây <laughs> bà mau ăn thử đi ba Bà có nhớ không? Đã tới giờ ăn rồi đây. Sao phòng này lại khóa nữa rồi? Khoan đã, chỉ có ông già ở trong phòng sao lại thích khóa cửa vậy chứ? Ông chị Sang ơi, phiền ông mở cửa ra đi. À, bà... ông chi sang ơi à, à, cô à làm ơn đừng nói gì hết xin hãy giúp tôi với nha à, à, à. chính là gì sao sao cô sao cô lại ở đây chứ à, gì à có chuyện gì vậy sao cô không cho ông ăn đi hình như ông ấy vừa mới ngã từ trên giường xuống nữa không có chuyện gì lớn đâu. Lát nữa tôi cho ông ấy ăn rồi đi liền. Gió lạnh sẽ thổi vào đó, cậu mau ra ngoài rồi đóng cửa lại đi. Cô cũng nhanh chóng cho ông ăn đi. Được rồi. <laughs> gì à? Thật lòng cảm ơn dì nhiều lắm nhất định tôi sẽ báo đáp ơn của dì mà được dì à có có sao không à, con không bị sao hết có đúng không đức dì à? à dạ ba con không sao hết đâu ba chắc ba đã sợ lắm đúng không ba con sẽ làm hết sức mình nhanh chóng đưa ba tới nơi an toàn ba cố đợi con thêm một chút nữa thôi <laughs> con gái à Con gái Ba không quan tâm tới những chuyện khác Mà kệ ba còn có thể sống được bao lâu Chỉ cần con sống tốt là được Ba không sao hết Không sao hết Được rồi Ba ơi Được rồi con không biết là ba phải ở đây chịu khổ không biết là ba đang chờ đợi con như vậy con không biết gì hết mà vẫn có thể ăn ngon ngủ yên được ba ơi giờ con phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm của mình suốt hai mươi năm qua đi. thời gian qua chắc là ba đã đau đớn lắm bà đã thấy cô đơn và khó khăn lắm Có đúng không bà bà ơi con thật lòng xin lỗi con xin lỗi bà con gái con gái của bà không sao không sao hết con xin lỗi bà nhiều con xin lỗi bà <laughs> Người đang ngồi đây là kiến trúc sư Ô Minh Ho, đồng thời cũng là một trong những người học sinh của thầy Shin Chi Sang đã qua đời. Không biết là bản thân ông có những ý kiến gì về việc phục dựng cung Junbi? Cung Junbi, như mọi người đã biết là một cung điện bí mật với toàn bộ quá trình thiết kế và xây dựng đều được tiến hành một cách âm thầm, rất ít người biết được sự thật bên trong cung điện bí mật này. Với thân phận là người học sinh thân thiết của thầy, trong tay tôi đang giữ một lượng lớn hồ sơ về cung Junbi khiến tôi thấy mình phải có trách nhiệm với nó toàn là nói nhăn nói cuội anh ấy hoàn toàn sai khi nói mình là người giữ một lượng lớn hồ sơ về cung chun bi đó là hoàn toàn sai lầm không biết có lý do gì mà chủ tịch cang lại nói như vậy hả mọi người có tin không đây là những bản sao có liên quan tới bí mật thiết kế của cung chun -Bi. tôi đã thu thập nó suốt bao nhiêu năm qua nè ủa có chuyện gì vậy trời ơi sao, sao đi nhìn kìa Đang, nhìn cũng được quá đi. vấn đề này hả? là đây sao vậy đồ giả hả à. <laughs> bởi vì tôi là người giữ nó có phải không đây là quyển sổ mà trước đây chính thầy xin đã đưa cho tôi ở trong này còn có chữ ký tay của thầy nữa để đảm bảo an toàn nên tôi đã làm ra một bản sao giả ghi chép thật sự mà thầy xin để lại hiện đang nằm chỗ tôi à, giờ, à, gì này, những ghi vậy chép sao? mà chủ tịch Cang có được có lẽ là do một người nào đó đã lấy đi từ trong két sắt của tôi để đề phòng bất trắc tôi đã chuẩn bị trước không ngờ là nó lại có tác dụng à, nếu vậy thì Mọi người xem thử thứ này đi. Đây chính là bản thiết kế cùng chuẩn bị mà mọi người đều muốn thấy. Chủ tịch xin ba vợ tôi đã chính tại đưa cho tôi bản thiết kế bí mật này. Không thể nào. Anh lý nói đâu ra vậy? Có phải anh cướp từ tay của thầy xin hay không? Cướp cái gì mà cướp? Ba vợ giao cho con rể của mình có gì mà không đúng chứ? Không thể có chuyện này. Bởi vì thầy xin, chưa bao giờ thừa nhận anh là học sinh của mình hết. Anh, anh, anh nói gì? À, là, khoan đã. Theo những gì tôi được biết, cung Bi cần phải có hai bản thiết kế kết hợp lại với nhau. Hai bản thiết kế sao? Nếu hai bên đều nói, mình giữ trong tay bản thiết kế bí mật. Vậy thì, chúng ta còn cần thêm một bản thiết kế nữa sau khi tìm được bản thiết kế còn lại thì chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc thi khác mọi người ở đây thấy như sao như vậy có được không cô hay quên chuyện trở thành con dâu của tập đoàn bô đi đúng là tôi đánh giá cô quá cao rồi chúng ta có hẹn gặp mặt hồi nào sao? Cô hơi bất lịch sự rồi đó. Sao chú lại không nghe máy của tôi chứ? Chú không thể kết thúc chuyện này chỉ qua một tin nhắn như vậy được đâu. Cô không thấy lúc nãy tôi đã mất mặt trước Ominho và mọi người sao? Sao bây giờ còn mặt hối đứng mặt của tôi? Tôi không cần cô nữa. Cút đi. Tôi xin thề, tôi sẽ trở thành người phục dựng cung chôn mi mà. Mà tôi với tôi sẽ không dễ dàng cắt đứt quan hệ như vậy đâu. Về tính cách của Âu Minh hắn có lẽ đã đá cô ra khỏi danh sách của mình rồi. Cô đừng có mơ mộng hảo quyền Chủ nữa. Chú tịch Căng! Bây giờ tôi còn phải tiếp một người khách quý nữa. Mau cút đi. Thư Kỳ Chú. Chú tịch Căng! Chú không thể đối xử với tôi như vậy được đâu. Tại sao trong chớp mắt chú có thể lật mặt không nhận đứa con dâu này được chứ? Chú muốn đá tôi đi thật sao? trời người ta nhận như vậy sao? bỏ tôi ra đi Mà bỏ ta coi mấy người này ồ oh. mời anh <laughs> sao người lỡ lại ở đây đó là ba của anh chu xem có phải là ổng không chủ tịch can man hô kiêu ngạo không thể cúi đầu trước một người lụm dây chai bình thường như vậy được đâu rốt cuộc ổng là người gây gớm ra sao vậy hả mọi chuyện sao rồi hả hỏi thăm được chưa rồi ông ấy là người cho bugumi ông cũng hay cái tập đoàn tiền chủ tịch chu nghe nói ông ấy có rất nhiều tiền nhất giả cho anh rồi tôi sẽ chuyển tiền cho anh nha ông ấy tên chu ghi hoang sao <laughs> nếu như có thể cho chủ tịch can manh hu mượn tiền rốt cuộc ông ấy giàu có bao nhiêu vậy alo cô nhận được chiếc áo chưa áo sao à. chờ một chút đã chiếc ừ. ừ. áo này là anh xe hôn mua cho tôi hả cho công nhận giao nhanh thiệt chứ cô có thích không tôi thấy kiểu dáng với màu sắc rất hợp với phong cách của cô he sang Không biết uh, tôi có thể giới thiệu cô cho một ông chú kỳ lạ được không? Một ông chú kỳ lạ sao? Đúng lúc tôi cũng không bận chuyện gì hết. Quyết định vậy đi, vậy thì tối nay gặp nha. Đúng là người mình cần luôn ở trước mặt mình. Không ngờ chúng ta lại còn có duyên này nữa kiểm sát viên chu se hun <laughs> ôi chối mắt quá đi nhìn cô còn đẹp hơn người mẫu luôn đó phải làm phải, phải làm sao đây chiếc áo mà anh mua nhìn cũng được lắm đó thật không ngờ anh lại có mắt nhìn tới như vậy tôi thích điểm này của anh đó cô hay sang à Bây giờ cô đang nói thật lòng hả? Cô vừa nói tôi là người có mắt nhìn đúng không? Rốt cuộc người mà anh muốn giới thiệu với tôi là ai vậy hả? Anh nói đó là một ông chú kỳ lạ Cho nên đang khiến cho tôi tò mò hơn nữa ờ, Nhưng mà phải làm sao đây? Hôm nay ông chú kỳ lạ mà tôi nói không thể đi ăn với chúng ta được rồi Ông ấy mắc chăm sóc cho một cô gái Nhưng mà cái cô gái đó hôm nay tâm trạng không có tốt Cô gái hả? Mà nhìn cô đẹp thiệt đó nghe về đây. Cứ tưởng là chị chú ý tới những người giàu có thôi chứ. Không ngờ cũng qua lại với tên lừa đảo. Ô hay sang tính bắt cái hai tay. Nhưng không may bị tôi phát hiện rồi nghe. Lần này cô tiêu đời thiệt rồi. Mà sao mà cô ấy gặp được tên lừa đảo đáng ghét này chứ? Ờ, à, sao mẹ chưa tới nữa? Mẹ đã bỏ con rồi, mẹ không cần con nữa rồi, mẹ không cần con nữa rồi. Cô đang nói bậy bạ gì vậy hả? Chắc là cô ấy có chuyện nên tới hơi trễ thôi. Làm gì có người mẹ nào mà bỏ con mình? Có người mẹ không cần con của mình mà. Hồi lúc con còn nhỏ, mẹ của con đã bỏ con lại một mình. Ngày nào con cũng đợi mẹ hết, nhưng mẹ đã không quay lại con sợ mẹ sao con cũng bỏ con lại một mình lắm <laughs> mỗi người đều có nỗi khổ của riêng mình họ chỉ đành phải làm vậy thôi bởi vì họ không còn cách nào khác hết à chà à tôi nghe đây ờ à, anh chu à chúng ta cần phải đưa ba tôi tới một nơi an toàn không thể để cam anh hu phát hiện được anh hãy gọi điện cho bệnh viện đi tôi cầu xin anh đó được tôi biết rồi cô đừng lo gì hết tôi sẽ giúp đỡ cho cô cảm ơn anh nhiều lắm anh minh hu bộ có chuyện gì sao thầy xin đã đưa bản thiết kế cung chun bi cho kang man hu em biết chuyện này không bản thiết kế cung chun bi sao không phải bà đưa đâu chắc hắn đã cướp đó Chắc chắn hắn đã hại ba em Rồi sau đó cướp bản thiết kế của ông ấy Giáo sư bác nói là cần phải có hai bản thiết kế hợp lại Thì mới có một bản thiết kế cung chung bi hoàn chỉnh Thầy xin có nói chuyện này với em hay không Cần phải có hai bản thiết kế sao Không biết nữa Ngoài con ra thật sự ba không nghĩ tới Người nào có thể Đụng vào cách sắt của ba hết Làm sao ba có thể Nghi ngờ con chính là người lấy nó chứ Tuyệt đối không phải là con mà Sau khi lễ đính hồn bị quỷ con đã không còn hy vọng gì với chủ tịch Kang Manhu nữa. Con cũng không còn tình cảm gì với Kang Kang Bin luôn. Con tưởng bà sẽ tin những lời mà con nói hay sao? Bà không tin con cũng không sao hết. Nhưng nhất định con sẽ trở thành người phục dựng cung chun bi mà đối đầu với chủ tịch Kang Manhu. Những sự nhục nhã mà con phải chịu, con sẽ trả cho hắn hết. Đây chính là điểm không tốt của con. Sao con có thể xây nhà với một suy nghĩ xấu chứ? Trong lòng con không hề có sự nhiệt tình với kế hoạch của cung chun bi mà chỉ đầy lòng tham và sự oán hận thôi. Bởi vì ba cứ hiền lành như vậy nên Cao Minh Hu mới hay ức hiếp ba đó. Chú ấy là người đàn ông nham hiểm và đáng sợ ra sao, ba còn không biết hả? Ba là học sinh cưng của chủ tịch bác. Ba có thể để mình bị ức hiếp như vậy hoài hay sao? Cung Chun Bi không thể được xây dựng bởi lòng tham của con người. Con với Cao Minh Hu cũng giống y như nhau. Con làm mọi chuyện để trở thành con dâu của họ. Sao con chỉ học được thối xấu vậy? Cô biết bây giờ cô nói chuyện này ra không phải lúc Nhưng thật ra Con đang có ý định sẽ chính thức hẹn hò với người Mà con đã quen được một khoảng thời gian rồi Hả? Con có người đàn ông khác Nhưng vẫn muốn đính hôn Với con trai của Càng Manh Hu hay sao? Lúc đó Chỉ là người đàn ông đó đơn phương theo đuổi con mà thôi Nhưng sau khi con bị can chăn biên đá không thương tiếc Thì con đã học được một bài học Hoàn cảnh gia đình anh ấy không tốt Cũng không có việc làm ổn định nhưng mà anh ấy thật lòng yêu thương con mẹ Bởi vậy cho nên, ba làm ơn đừng nghĩ là con sẽ vì can chăn pin mà làm chuyện gì phản bội ba nữa được không ba? <laughs> anh Sehu si nè, à, chừng nào anh có thời gian, anh có thể tới nhà tôi ăn bữa cơm được không? Không lẽ, cô hay sang muốn mời tôi về nhà giới thiệu với ba mẹ của mình hay sao? Cô không thấy là mối quan hệ của chúng ta đi hơi nhanh hả? Nếu nhanh không rảnh thì thôi đi. À, cô nói gì vậy? Dĩ nhiên tôi rảnh rồi. Lúc nào cũng được hết trơn á. Tôi sẽ gọi điện thoại cho cô nha. Quyết định vậy nha. Có thật là con đã không còn chút tình cảm gì với can Trang Bin hay không hả? Con không muốn cứ thích người không thích mình. Con sẽ dẫn anh ấy về nhà, nên ba mẹ hãy coi thử giùm con đi. Trước giờ con không có mắt nhìn đàn ông mà. Nếu như hai người đồng ý, con sẽ chính thức hẹn họ với anh ấy. Đối với con, Ý kiến của ba mẹ là quan trọng nhất mà. Con suy nghĩ đúng lắm. Con có thể từ bỏ tình cảm của mình với Kang Chan-bin. Thì mẹ thấy yên tâm rồi. Có phải con đã mệt lắm không? À, nghỉ tay ăn trước đã. Dạ. Ờ, Chan-bin à, đây là... À, đúng vậy, hồ sơ về sự cố của cô như Diện mẹ nói con cần phải mạnh mẽ để bảo vệ người con gái mà con yêu con đã cố tìm mọi cách để giúp cho xa quân cuối cùng cũng chỉ nghĩ ra nó thôi những người có thể liên quan đều biến mất nên không có chứng cứ nào xác thực hết theo như mẹ thấy trước mắt chúng ta hãy đi tìm thử thư ký bác người trước đây từng làm việc cho ba con thư ký bác sao trước đây cậu ấy từng là cánh tay phải của ba con nhưng không hiểu sao sau một đêm tự nhiên cậu ấy lại biến mất chanh bi nạ trước mắt con hãy cố đi tìm người đàn ông đó đi dạ con không thể nhìn ba làm thêm chuyện xấu nữa với tư cách là con trai của ba con nghĩ mình có nghĩa vụ phải cản ba không lâu trước đây tập đoàn bô Gâm đã mua công ty của chúng tôi tình hình của công ty cải thiện hơn rất nhiều thật sự tôi vui lắm trước đây chúng tôi cứ tưởng phải đóng cửa rồi quýt này công nhận ngọt thật đó. <laughs> vậy sao cho cô nè cô ăn tự nhiên đi hả. ừm um, nhưng mà chuyện này xảy ra hồi nào vậy hả? Ừ, hình như là hai tháng trước thì phải. như vậy là khớp với khoảng thời gian không đô gặp tai nạn rồi. có phải lúc đó bên cô đã thay camera mới ở môn yên đông đúng không? phải. tôi nhớ là chính mình đã liên lạc với bọn họ mà. À. chào buổi sáng. chào trưởng phòng min. Cô kiểm tra hết đi Coi có tìm được gì không Nếu tìm ra anh không được chối cãi đâu đó <laughs> Được thôi Chỉ cần cô tìm được chứng cứ chứng minh chúng tôi đã xóa động băng Thì tôi không còn gì để nói Vậy cũng được Nhất định anh phải giữ lời hứa của mình đó Đây là gì Gì vậy ta Giải cống hiến trưởng phòng này cũng có giải cống hiến hay sao vậy thì không lẽ những người này đều là trôi mai biết được chuyện ba vợ của mình chủ tịch xin chia sanh vẫn còn sống nếu quỷ nói cho vợ mình biết mọi chuyện sẽ chấm dứt mình phải nhanh chóng đưa ông ấy tới một nơi mà không có người nào biết hết thì mới an toàn Ờ, à, mình à, hôm nay em hãy tới công ty chung với mẹ luôn đi. Sau đó đi mua quần áo mặc trong buổi lễ kỷ niệm. À, hôm nay chắc em không đi được rồi. vì ở quỹ Phúc Lợi cũng có hoạt động luôn. Ừ. Dì đây, buổi gặp mặt sau. Chuẩn bị cho lễ kỷ niệm thôi đủ bận rồi, xem còn muốn tham gia hoạt động này. Đây ngày. là buổi gặp mặt dành cho những người phụ nữ mắc chứng trầm cảm em muốn mẹ với mẹ của Đan Rê cũng đi chung luôn, còn có thể giúp công ty có hình ảnh tốt. Tôi cũng đi luôn sao? À, 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 em đồng ý với những gì Đức Gia nói. Hoạt động này của Quỹ Phúc Lợi sẽ giúp công ty có hình ảnh tốt hơn, giúp cho anh có hình ảnh tốt hơn. Có đúng không mẹ? Ừ, trời! Bắt đầu từ lúc nào mà cô quan tâm tới chuyện của công ty vậy hả? Ừ, trời, cô uống lộn thuốc hay sao? Được thôi, nhưng lúc không có ai hết, mình sẽ đưa ông ấy tới một chỗ khác càng tốt chứ sao? Ừ, à, được rồi Vậy thì Nếu như mẹ cũng muốn đi á Thì con cũng hết cách Ừ <laughs> Ừ Ừ à. Wow uh. Wow Gió thổi thích quá đi ba ơi Gió thổi như vậy Khiến cho tâm trạng con tốt hơn nhiều gió thổi lạnh lắm coi chừng cô bị cảm lạnh đó ừ. cô thích tới vậy sao ừ. nếu biết cô thích từ lâu tôi đã dẫn cô ra ngoài rồi sau này chúng ta sẽ đi hóng gió thường xuyên hơn dạ khoảng ừ. ba giờ chiều ngày hôm nay tôi sẽ gặp anh ở ngã đường quang trung dưới chân núi ba giờ chiều mong là không có chuyện gì xảy ra Mấy ngày nay con ăn uống thoải mái quá, cho nên bây giờ bụng con đã có thêm một lớp mỡ. Vậy thì chúng tôi sẽ tập trung giải quyết phần mỡ thừa ở bụng cô. Lần trước cô nói mình quen với Hê Sang đúng không? Trời ơi, không ngờ là cô nhận ra đó. Con muốn là can chim rê. À không, thì cô xếp cho con chương trình nặng hơn của can chim rê. Mặc dù con với Hê Sang không phải là chị em ruột, nhưng thân thiết như chị em ruột vậy. <laughs> Hả? Thân thiết như chị em ruột sao? Vậy mà chỉ còn gọi em là kẻ phản bội gia đình à? Thật Thiệt ra bạn trai của con là kiểm sát viên Con cần phải nhanh chóng giảm cân Để trở thành người phụ nữ đẹp nhất Trong buổi gặp mặt cuối năm của các cặp đôi <laughs> Hãy tin con đi Quan hệ của con với Ohesa còn tốt hơn nhiều Một ngày chúng con á, nhắn gần 10 tin nhắn cho nhau Bởi vậy cho nên cô hãy quan tâm tới con nhiều hơn nha Với lại chuyện nào cô ấy lấy trang pin á, Con sẽ là người luôn đứng về phía của cô ấy ha, Em nói gì vậy hả Nè ngay từ đầu Ohesa đã thích chị Xem chị như người chị chồng tốt bụng rồi ha, Cô ấy chỉ lợi dụng em làm gián điệp thôi biết không Thôi được rồi, vậy, Giờ này cô vậy? đừng có cãi vậy nhau ở đây hả? nữa. Với lại bây giờ, em trai của hai cô với He Sang nhà chúng tôi không có quan hệ gì hết. Mong là mai mốt hai cô đừng có nói như vậy nữa. Hả? Vậy là trang pin của tụi con với He Sang đã chia tay rồi sao? À, gì chứ? Ít ra phải quen tới khi chị giảm cân xong chứ. Ủa? Ôi trời ơi! À, Cái gì vậy? À, có chuyện gì vậy? À, hình như ở khu thiêu quỷ có thứ gì đó đã phát nổ rồi. Không phải là bệnh nhân đốt đúng không? À. Nè, trước mắt, cô đi kiểm tra các phòng bệnh đã. Nhanh lên! Ờ, nhưng hồi nãy tôi thấy bên đó có người đó Phải làm sao đây Sợ quá Đó có phải là săn hay không vậy Có khi nào đây là một vụ tự tử hay không Trời ơi sợ quá trời à. à. Nhanh lên gọi cứu quả đi Sau đó đem tất cả đồ dập lửa tới đây Với lại y tá y mà Mau kéo ống nước ở trong giường ra đây luôn Cái gì ghê Mau vậy Mau kéo ra đi hả Nổ thấy ớn luôn à Khu thiêu quỷ đang bị bốc cháy, vậy mà cô tính đi đâu vậy? Con gái của tôi lúc đầu thì chỉ sốt cao thôi, nhưng bây giờ mất đi ý thức luôn rồi. Tôi phải đưa nó tới bệnh viện khám mới được. Cô nhớ quay lại sớm đó. Ờ. À. Hả? Kim Su của phòng 302 đã chết rồi sao? Ơi, được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ tự mình đi đang chết mà Vẫn chưa tìm ra bản thiết kế mà còn gấp gáp như vậy Mình đã phải bận chuẩn bị cho hoạt động rồi Vậy mà còn xảy ra chuyện này Xem ra Không cần chuyển ông ấy tới chỗ khác nữa rồi Ê -sh. Thưa kế chu Chuẩn bị xe đi Ê -sh. Cảm ơn những người phụ nữ đẹp hơn qua Đã đến với hoạt động của chúng tôi Chúng tôi nữa chúng à, tôi cũng muốn dạ có dạ đây. dạ đây Mẹ ơi của mẹ ừ. nè Dạ đây cái bao màu hồng nhìn dễ thương, thương quá đi đã khoan quá. đã xin mời con dâu đưa, đưa chúng ta tới một chỗ, à, chỗ tốt rồi, vậy cô. sao cô lại nói đầu óc nó có vấn đề hả nè có phải cô muốn làm vợ chính thức nên cố ý nói xấu con dâu của chúng tôi hay không vậy à chào mừng à, chị con còn không biết nữa xin mời chị vào chắc đông. chắn bây giờ nhìn vào mẹ sẽ nghĩ không phải đứt về bị điên mà là con bị điên có đúng không à, mà tới chỗ tốt như vậy sao chúng ta không thử biểu diễn một bài hát đi <laughs> Xin chào mọi người Tôi là ca sĩ tới từ San Búc Đông Tên là So cúc Cha Xin chào mọi người Hãy <laughs> <laughs> Được, đúng đúng không biết bà muốn hát cái chuyện nào đây mà đừng biết rồi cho tôi đi Bà đã hát liên tục mấy bài rồi Tôi cũng muốn hát nữa Ê thôi đi à, Khoan đã khoan tôi đã Tôi muốn hát à, tôi, tôi muốn hát, hát mẹ Tôi cũng muốn nữa. hát hả Hát mấy giờ tôi đánh rồi đánh sao mọi đây mọi tôi hát. Vậy vậy? Mẹ của Đành rê còn ngồi đây làm gì Còn không mau giúp mẹ mình đi Tôi sao Mau lên Dĩ nhiên phải vậy rồi Trước đây tôi từng làm một vũ công nổi tiếng đó Chúng ta nhảy chung với nhau đi Đây mẹ đây mẹ Chúng ta cùng nhảy thôi nhảy thôi, thôi nhảy thôi là thiệt à. họ làm gì vậy dừng xe lại Chuyện gì đây? Đừng đi theo tôi. Người ngồi trên xe lăn lại. Bà ơi bà, bà có sao không? Cảm ơn hai người nhiều. Ân nghĩa của hai người, cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên đâu. Nè cô kia! Chính là cậu quản lý, hai người mau chạy đi. Thật lòng cảm ơn gì nhiều, vì nhớ giữ gìn sức khỏe. Bà ơi bà. Ba. Cẩn thận chút nha ba Từ từ thôi Ba cẩn thận Nè cô kia Có phải là cô căng tin không Cẩn thận đó ba Cẩn thận Ba ơi ba Ba ơi ba chú tôi xin Giúp ông có sao ấy. không à, 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 tôi không bị sao hết con con gái của tôi bởi ơi ba con không sao hết bà Bà có sao không ba con gái à chắc chắn ông đã đau nhiều lắm nhìn ông đã già như vậy mà anh chua à bây giờ phải làm phiền anh rồi cô không cần phải lo gì hết tôi đã chuẩn bị xe hết rồi dạ à, chủ tịch cố gắng đứng lên đi đi ba cẩn thận cảm ơn anh cảm ơn anh ba ơi ba bây giờ ba không cần phải lo nữa con sẽ cố nhanh chóng đến gặp ba con gái nha cảm ơn anh nhiều lắm đây là thứ duy nhất mà ông ấy đã để lại. Ừ. Bởi vì ông ấy đã tự thiêu, nên chúng tôi không thể nào nhìn rõ mặt của ông ấy được nữa. Ê, đúng là khiến người khác đau lòng mà. Ông ấy phải tận mắt nhìn thấy người con rể duy nhất của ông ấy phục dựng cung chun bi, rồi mới ra đi mới phải chứ. Bên phía chúng tôi sẽ cố gắng làm ra một đám tang đàng hoàng cho mấy. Cậu đừng quên ông ấy đã chết hơn 20 năm rồi. Nhớ phải giữ bí mật cẩn thận đừng để tin đồn lan truyền Dù sao mấy cũng là bệnh nhân ung thư Không thể sống thêm được bao lâu nữa Nên tôi nghĩ không có vấn đề gì đâu ừ. Tôi đã chuyển cho cậu số tiền đủ Để cậu và mọi người đi ăn chung một bữa rồi Còn đây là tặng kèm Thời gian qua cậu đã cực khổ nhiều rồi Xuống xe đi ê đói quá tự nhiên tôi thèm ăn thịt quá gần đây có quán thịt nướng nào ngon không mau đi thôi Nếu như dì ấy có được giải thưởng của tập đoàn Bô Gum thì... Chắc chắn ở đằng sau có lý do gì đó rồi. Mình phải gặp dì ấy mới được. Dì ơi! À. Dì ơi nói chuyện với con một chút đi <laughs> dì! Số cuộc bữa tối nay anh đã ăn gì mà quần áo lại có mùi như vậy? Ờ, à, trên đường tới công trình ở dưới quê, anh đã ghé một quán thịt nướng ồ mà bộ mùi nồng lắm sao mà phải công nhận á quán thịt nướng đó ăn ngon thiệt lần sau em có muốn anh mua về một phần cho em không sau khi biết tin ba vợ mình qua đời mà anh còn có thể ăn thịt nướng sao anh đúng không phải là con người mà à đúng rồi chắc là em cũng biết được chuyện này quỹ ban phục dựng cung chun bi sẽ chọn ra công ty để xây dựng cung chun bi đây là bản thiết kế cung chun bi mà trước đây ba của em đã giao cho anh em xem thử đi bản thiết kế mà ba của em đã đưa cho anh sao nhưng mà cần phải có hai bản gộp lại mới ra một bản hoàn chỉnh không biết là ba của em có nói gì không vậy? Trước ông mấy cô để lại cho em thứ gì không? À, nói thật là em, sau khi nghe anh nói, mới biết là có hai bản thiết kế. Ê, lúc anh cần em, em lại không thể giúp được gì cho anh hết trơn. Em tưởng vậy, tập đoàn Bô Gum sẽ không thể xây dựng cung chuẩn bị được sao? Ừ, nhất định mai mốt anh sẽ tìm được bản thiết kế còn lại Đợi mà xem. Ồ, <laughs> oh, tới rồi sao? <laughs> <half> oh. <laughs> oh, sure, chúc mừng Excel. ông, chúc <laughs> <laughs> mừng. Đây là lời khai của nhân chứng Có liên quan tới sự cố sập cô nhi diện Nếu như con có được nó Nó sẽ giúp ích cho con rất nhiều Thôi trời, sao năm nay chúng ta tổ chức kỷ niệm Trong hội trường công ty vậy chứ Thuê nguyên một cái nhà hàng còn chưa chắc đủ nữa kìa, kìa. Làm Sao? Có phải chúng ta gặp vấn đề về tiền vốn hay không vậy? Ai mà biết được tương lai chứ. Cho dù là tỷ phú cũng có thể mất hết trong một đêm mà. Nè, Ở... thiệt là. Đây cũng không phải là tiền của người khác. Cẩn thận cái miệng chút đi. Nhớ chưa? À mà nè Đức Gia à. Dạ. Từ sáng tới giờ tôi thấy cô đứng ngồi không yên. Cứ đi qua đi lại, vẻ mặt đầy lo lắng. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Là sao? Có chuyện gì? Ờ, đâu có đâu. Tại con thấy trong người không được khỏe thôi mẹ. Mẹ không cần phải lo lắng cho con đâu. Anh là người phụ trách điều tra sự cố của cô Như Diện. Cho dù không có trách nhiệm pháp luật, cũng phải có trách nhiệm về mặt đạo đức chứ. Chúng ta không thể nào khoanh tay đứng nhìn người có tội tiếp tục xây dựng những căn nhà những tòa nhà khác được. Làm ơn giúp chúng tôi một lần đi mà, nha. Alo, alo. Cô không biết xã hội bây giờ hèn sao, ai lại dám đối đầu với những người có quyền lực vậy chứ? Những người nghe cô nói chắc chắn trong bụng đang cười nhạo cô. Không phải là tôi đã nói rồi sao, tôi không hề sợ những người có quyền lực. Ừ, trời ơi, ai? ai sẽ tin những lời mà cô nói hả? Được rồi không Đô à Chỉ cần có một người ra mặt thôi Cũng đã giúp đỡ được cho chúng ta rất nhiều rồi đó Chúng ta phải tìm cho ra sự thật ừ. Ừ. À, Suki hả Tôi là tổ trưởng cơm đây Bây giờ cô đang ở đâu vậy hả không Đô à Chuẩn bị xong chưa Mẹ tin con đi Bây giờ con không sợ nữa Con sẽ đối đầu với ông ấy Sao giờ em mới tới Anh còn tưởng là em sẽ không tới nữa chứ Em đã chờ đợi ngày này từ lâu lắm rồi Sao không tới được Cho dù chỉ có một mình đi nữa Cho dù không ai chịu giúp em hết Em cũng không bỏ cuộc đâu à. Anh xin lỗi chỉ chỉ có thể giúp được em vô đây thôi cần chân biên Thật lòng xin lỗi anh nhiều lắm Với lại em Cũng rất cảm ơn anh Mình đi thôi không đâu Xích ra chỗ khác đi Tự tự nhiên ngồi ở đây làm sao chứ Đi chỗ khác ngồi, nhanh lên ừ. Xin mọi người ổn định Buổi lễ kỷ niệm 32 năm Lập tập đoàn Bogum Sẽ được bắt đầu ngay bây giờ Trước mắt tôi xin cảm ơn các chị khách quý đã dành thời gian để tới đây Mời mọi người xem một đoạn phim mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn Sau đó chúng ta sẽ bước vào phần chính của buổi lễ Một chủ tịch biết suy nghĩ Càng man hù Chủ tịch không có lòng tham Càng man hù Một chủ tịch được xem như là người lãnh đạo đúng nghĩa Càng man hu Xây dựng bô gừng của chúng tôi Chắc chắn sẽ nắm giữ lịch sử Của đại hàng dân quốc Mẹ ơi, mẹ đừng lo lắng. Nếu mẹ vẫn còn thấy lo lắng, chỉ cần nuốt nước miếng là được. Nếu vậy thì mẹ sẽ thấy đỡ hơn. Không đùa, tôi sẽ cố gắng. Một phút nữa là em vào được rồi. Căng chăn biên. Em sẽ làm tốt. sao cô ấy lại tới đây? Chủ tịch Căng Manh Hu. Nhân cơ hội này tôi muốn hỏi chú một câu hỏi. Mong chú thành thật trả lời cho mọi người ở đây được biết. Bảo vệ đâu? Họ đi đâu hết rồi? Giờ lúc 7 giờ ngày 8 tháng 10. Tại sao ông lại tới công trường của công ty xây dựng Cung Chun Bi hả? Có phải? Bởi vì những thứ này hay không? Vụ sập cô như diện cung bích. Tất cả đều do Căng Manh Hu mà ra. Hắn nói quốc tế thiên gì Đệ nhất phu nhân sẽ tới tham dự Vì vậy vào ngày mưa cũng cho tiến hành thi công Nhưng mà Hắn đã đổ hết mọi tội cho tôi Còn nói cả đời tôi không cần phải lo lắng chuyện tiền bạc Và hắn cũng đã đe dọa tôi Chú sợ mọi người sẽ biết được sự thật này Nên đã tới công trường tìm mấy ghi âm có đúng như vậy không <laughs> Cô nói bậy cái gì vậy Đã không được mời rồi mà còn chạy tới đây Làm chúng tôi mất hứng nữa chứ Thưa kia chú Chính chú ấy Là người đã đẩy tôi đó Lúc chú ấy đang cãi nhau với cơm hay sang Bởi vì tôi chạy tới lấy máy ghi âm Cho nên chú ấy đã đẩy tôi Khiến tôi bị rơi xuống dưới Ác quỷ Càng manh hôn là đồ ác quỷ à, Gì đây Sao vậy Ai có thể tin lời đứa ngốc này chứ <laughs> Thư ký chú Nhanh lên gọi cảnh sát đi Dạ chủ tịch cái Gì đây Không lẽ manh hôn là người đã khiến cho con gái Đức Gia biến thành đồ ngốc hay sao Ôi trời ơi Hèn chi Đức Gia lại hận gia đình của mình như vậy Vào những lúc như vậy Chạy là cách tốt nhất Nè không vô chút nào hết Chúng ta mau đi thôi Nhanh lên Mọi người đều biết rõ Cam Anh Thu là người ra sao Nhưng sao mọi người có thể để yên như vậy Sao mọi người đều không nói gì hết Thời gian qua có biết bao nhiêu sự thật được chôn vùi trong những lời nói dối Mọi người cũng biết là như vậy là không đúng rồi mà vậy thì chúng ta hãy nghe lời khai của một người ở bên cạnh chủ tịch Kang Man Hu lâu nhất người từng là cánh tay phải của chú ấy không ai khác chính là Thư ký Park <laughs> cánh xa mẹ <mẻ> của <laughs> tôi đó Kang Man sao? Ông lại làm như vậy với tôi. Ông, ông, ông xem tôi như một con chó khiến tôi biến thành bộ dạng như vậy. Nè, cái tên nói chuyện còn không rõ, đang dở trò gì vậy? Thư ký bắt nếu không có chuyện gì làm á thì cậu đi ngủ đi <laughs> tình nhóc này thiệt là <laughs> nè thư ký chu nhanh chóng đưa cưm sa quân và con ngốc này ra ngoài đi dạ chủ tịch dạ, à. bỏ tôi ra đi tôi vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói mà tôi phải trút giận dùm những người bạn của tôi ở coi viên viện cơm biết Mà bỏ tôi ra đi bỏ tôi ra gì à ki à! Mẹ của tôi nói là đã thấy mọi chuyện. Mẹ à! Mẹ mau nói đi mà! Gì à? Đúng là đám rùi nhận bay qua bay lại kìa. Mau lôi hai người họ ra ngoài đi. Xì. Tôi đã nhìn thấy hết mọi chuyện. Chủ tịch Kang Manh Hu đang đứng ở đây. Đã để cô Ly Hồng đô chính mắt tôi đã nhìn thấy. Thư ký chú, nhanh chóng gọi cảnh sát đi, cậu đang làm gì vậy? Người phải được đưa tới sở cảnh sát chính là chủ tịch Kang Man Hu. Và còn tất cả những người giả bộ không biết tội ác của chủ tịch Kang nữa. Chắc chắn mọi người cũng biết là giúp tội phạm cũng là một tội đúng không? ngài xảy ra tai nạn ở Momindo chỉ cần tôi giúp chủ tịch Kang xóa đi chứng cứ phạm tội công ty nhỏ bé của chúng tôi sẽ được mua gươm mua lại và thoát khỏi bờ vực phá sản chính tôi là người đã bắt cóc người phụ nữ này rồi sau đó đưa bà ấy tới viện dưỡng lão mặc dù rất xấu hổ nhưng đây là sự thật tôi đã phạm phải tội chết và dạ lại Trước đây tôi cũng từng nhận lệnh cô ấy Đi bắt cô Sawon đây Tôi thừa nhận Chính tại tôi đã làm chuyện này Tôi sẽ Làm mọi chuyện để đền tội Sao lại có chuyện này? Đã nói là xóa rồi mà, sao nó vẫn còn ở đây chứ? Mẹ ơi, mẹ ơi. Không đâu à, không sao, mẹ ơi! không sao đâu. Không sao đâu mà. Hơ. mọi người dừng lại đi những thứ này đều 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 không phải là sự thật không phải là tôi làm đâu không phải là tôi làm mà không phải không phải tôi không Ô phải ơi, Không nghĩ gì vậy đúng là như vậy sao quá đáng sợ rồi trời đất ơi sao lại như vậy đúng là không thể tin được mà họ đều đang nói dối hả không phải là tôi làm, không phải tôi mà. <laughs> Sao con à? Cảm ơn con đã giúp